chiều này. Chắc là được khoảng 40%, 40-50%. Em bị viêm cái điểm bám cái cơ khép dài không giảm tải nó xuống thì nó sẽ đau rất nhiều thứ khác nữa. Hội chứng đau họng tính nó sẽ đau rất nhiều thứ, nó sẽ đau cả nhóm cơ thắt lưng chậu này, đau cả cái nhóm cơ khép này, nó đau cả lưng. Bắt đầu đau là từ tháng trước. Lúc đó là sao mà đau? Do mới dịch xong là cũng chơi khá nhiều, chơi khoảng trong trận bóng lúc nào em cũng hoạt động nhiều, nên là sau lần đấy là đá nó căng quá, đã bắt đầu rồi có dấu hiệu đau. Đến bây giờ thì em giảm lại cường độ chơi thì tuần này ấy, là em có chơi tiếp thì hôm đấy là đá căng thật, nó dẫn đến là hôm đấy nó đau khủng khiếp so với các hôm trước luôn. Em thấy nó đau là cái kiểu mà lúc mình ngủ mình xoay người nó cũng đau luôn ấy. Lúc đi lại cái thứ nhất cho nên nó có đau không? Có, đi lại nhất cho nên cũng đau. Thế trước đấy thì trước đấy đã đau bao giờ chưa? Trước đấy thì đau hay mỏi cái vùng máng ấy? Có, nếu mà không khởi động kỹ là cũng đau đấy, là cũng sau khi đá xong là mình cũng đau đấy. Suốt đợt giãn cách em nghỉ thêm khoảng 2 tháng là giãn cách nữa xong rồi thì mà em đá lại nó vẫn lại đau luôn, chứ nó cũng không đỡ, không khỏi. Vâng. Thứ tư rồi đá xong thấy đau nhiều. Vâng, đau rất nhiều luôn ạ. Mà cảm giác hôm đấy em về em không đi lại được ấy. Vâng, nó đau đến tận sang đến tận mông luôn. Đau tận mông luôn. Vâng. Đi lại là thứ nhất cho nên là đau rồi. Vâng. Còn lại động tác nào nó sẽ đau nhất? Động tác đau nhất là động tác mình sút bóng hoặc là mình chạy bước dài ấy. Là mình nó sẽ đau nhất. Vuốt bóng đặt lòng cái thứ là đau. Vâng, đúng rồi. Nhấc mạnh đi. Đau. Có, đau bên này đau lắm. Còn bên trái thì không sao. Khép chân rồi. Còn bên này đâu? Đâu? Bên này. Đâu? Vâng. Đâu? Không, thế này thì không. Không sao. Đâu? Có, bên này đau lắm. Ăn phải nó nhiều. Phải đau nhiều. Nó mềm cắn gân luôn. Dưới lên đau không? Không, không. Chính đau ở gốc, còn gốc này thôi đúng không? Vâng. Tao nói rồi nhé. Chỗ này thì không ạ. Lưng đau mỏi thì không? Lưng thì ở nhà em vẫn chống đẩy đi tập squat nhiều nha. Mình tập thì nó mỏi vậy. Tức là mình đã lâu quá thì nó mỏi vậy. Em bị viêm cái điểm bám cái cơ khép dài. Đây là cái đùi của mình nhá. Chứ đây là cái cơ khép này. Đấy, cái điểm bám đúng cái từ cái cơ khép dài này. Nó bám vào cái xương mu này. Vâng. Cái vùng xương mu này. Đấy, đúng cái vị trí này. Em bị là bị viêm cái điểm bám do quá tải, cái trường diễn. Thực ra dù sao thì viêm cái cơ khép này ấy, nói chung là nó đau thì nó có đau, nó tương đối là phiền em và để hồi phục nó cũng hơi chậm. Thế tuy nhiên nhưng dù sao thì nó vẫn chưa phải là cái hội chứng đau háng mãn tính. Cái hội chứng đau háng mãn tính nó sẽ còn đau nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu như mà tiếp tục mà em không trị liệu hay em không tập phục hồi hay em không giảm tải nó xuống thì nó sẽ đau rất nhiều thứ khác nữa. Nó đau hoàn toàn cả sang cái nhóm cơ thắt lưng chậu cái thứ đây này. Cái hội chứng đau háng mãn tính nó sẽ đau rất nhiều thứ. Nó sẽ đau cả nhóm cơ thắt lưng chậu này, đau cả cái nhóm cơ khép này, đau cả lưng. Có nghĩa em đang ở mức độ vừa phải, không quá nặng. Thế tuy nhiên thì cái này cũng bị đau chứ chứng tỏ là rất là nhiều tháng rồi. Trước đợt giãn cách em đã bị đau đứt rồi đúng không? Thế sau đó thì là nếu như bình thường ở mức độ thông thường thì sau khi giãn cách ấy, thì là em nghỉ thì nó phải hết đúng không? Thế đây em nghỉ 2 tháng liền chẳng chơi chứ cái thứ gì mà chơi nó lại đau lại. Thì cái điểm bám này nó là như vậy. Nó chịu lực rất là lớn nhưng mà nuôi dưỡng nó rất là kém. Đấy, khi bị viêm nó và viêm nó quá tải cái thứ thì phải điều trị nó mới hết được. Và mình kèm thêm tập phục hồi nó mới ổn được. Chứ để không thì nó không thể hết được. Vâng, thì bây giờ là điều trị thì mình điều trị bằng phương pháp nào nhỉ? Mình điều trị bằng cái phương pháp là vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, đấy là chính. Vâng. Cùng cái gì điện xung hồng ngoại, siêu âm, vi sóng, laser, massage, sway, tất cả các thứ. Và toàn bộ cả cái nhóm cơ khép này, cả nhóm khép ở dưới lên trên rồi tập trung vào cái vị trí bị đau đó. Thì cái này nếu mà để khỏi hoàn toàn là khó đúng không ạ? Em có thể khỏi hoàn toàn được. Cái này thì em khỏi hoàn toàn bình thường được. Đấy, tại sao em bị viêm cái này? Tại sao nó đau lâu như vậy? Tại sao nó bị viêm? Thực ra bản chất là cái này đấy, em đã chơi vượt quá cái lượng mà nó cái lượng vận động của mình nó phát ra đấy. Nó vượt quá cái ngưỡng chịu đựng của cái điểm bám này. Mỗi một ngày nó quá một tí, mỗi ngày nó quá tí, nó vì chấn thương nó tích tụ từng ngày từng tháng một. Thế dẫn đến cái việc là nó đau nhiều như vậy. Còn cái này thì điều trị hoàn toàn, nó có thể khỏi hoàn toàn, nó không để lại hậu quả gì cả. Nhưng với điều kiện là mình nếu mà mình không muốn nó bị lại nữa ấy, thì bằng mọi cách là tức là mình vừa điều trị mình vừa tập cho nó khỏe hẳn lên, tức là nó chịu được cái lượng vận động, ví dụ như cái lượng vận động này nó chỉ chịu được khoảng 50 cân thôi chẳng hạn, thế nhưng mà mình cứ liên tục mình gánh 70 cân 100 cân rồi nó chịu không nổi nữa là nó viêm thôi.
Đấy, cho đến khi mà bây giờ khi em vừa điều trị và em vừa tập phục hồi cho cái toàn bộ cái gân cơ là cái điểm bám này nó chịu được trọng lượng khoảng 200 cân chẳng hạn như thế. Thì em phát ra cái lực 70 cân hay 100 cân thì đương nhiên nó sẽ không đau rồi. Nhưng nếu như mà em tiếp tục em không tập để cho nó khỏe lên mà em tiếp tục chơi quá nữa thì nó sẽ lại đau lại. Đấy, vấn đề nó thế thôi, cũng không có gì là quá ghê gớm cả. Dù sao cái này thì nó cũng khá là phiền. Nhưng mà nó vẫn đỡ hơn cái hội chứng đau hóa mãn tính là nó đau cả cái chỗ này. Nhưng nếu em để lâu mà không trị liệu sẽ đau cả tất cả toàn bộ cái đám cơ liên quan nó. Và cái này thì nhiều khi nó cũng rất là khó lành nữa. Nếu như khi mỗi một buổi nó sẽ đỡ đi khá là nhiều, đỡ đi khá nhiều, nhưng mà đến khi giữa buổi nọ buổi kia nó có dấu hiệu lì lại, nó không đỡ nhiều ấy, thì lúc đó thì chúng ta chuyển sang cái phương án tiếp theo để có thể là bắt buộc nó phải lành thôi, không sao cả. Chắc là được khoảng 40%, 40-50%. Năm mươi phần trăm. Chắc là về có thể tập thêm.